Rồi mà cái nhà hôm nay mình đi ăn đồ seafood của nhà hàng Tân Cảng Newport ở Cali nha cả nhà. Đó, đây là cái tên của nhà hàng. Rồi thì con lobster đằng kia bự cho bà. Đó, con lobster. Rồi giờ mình đi vô đi. Coi như là bây giờ cả nhà bắt đầu ăn tối gồm có ốc dò dôi nè cả nhà, với lại lobster, xào mì, với lại coi như là mực chiên ha, với lại súp mực lăng bột chiên, với lại súp súp măng chua, phải không? Cái này là súp măng chua hả? Súp chua mà có măng trọng á thì đúng rồi, súp măng chua. Rồi thì mời cả nhà dùng luôn nha. Cái này là cái đầu con ốc dò dôi rang muối. Dạ đúng rồi. Mời cả nhà. Ngon hả con? Ngon hả? Không, cái nhà hàng này ăn được lắm. Ăn là hết sảy á. Mời cả nhà dùng súp. Súp măng chua, măng chích chua. Hân nó đang phê cả nhà ơi. Nó đang coi như là ăn mê say luôn á. Tối này súp súp. Vừa ăn mà vừa coi mấy con cua ở trên kia với lại mấy con lobster nè giống. Ở dưới là mì hả? Xá xíu. Hồi nãy anh chủ anh nói là cái món lobster mì này là đặc biệt ở đây nè. Món đặc biệt ở đây. Với là ốc dò dôi xào, cái này hồi nãy xào cái gì? Kiểu Thái. Ồ, xào theo kiểu Thái, đúng rồi, xào theo kiểu Thái. Ốc dò dôi xào theo kiểu Thái. Cái đầu thì lăn bột chiên ha. Súp bằng đường mắt. Con này, con lobster này, con tôm hùm này là 8 pound nè, là khoảng 3 kg mấy ha, khoảng 3 kg rưỡi đó, 8 pound khoảng 3 kg rưỡi đó cả nhà, thì 23 đô trong pound. Làm theo kiểu Thái, ớt quá trời ớt luôn. Ăn quan trăm ớt thử rồi trước giờ làm theo kiểu là... Trong này có giá quế. Ăn thử ngon chứ. Ngoài ăn súp thêm ngoài. Súp thêm hương lấy. Ốc mà ốc dò dôi, ốc dò dôi á. Là mất tiền á, ngon quá. Cái này lỗi chứ đâu phải xào. Thì lỗi, làm lỗi kiểu Thái mà. Nhưng mà người ta hấp chín lên. Ồ, làm lỗi. Lỗi hả, chứ không phải là nãy là... Không phải xào kiểu Thái hả? À? Coi lộn hả? Lỗi kiểu Thái. Ồ, lỗi kiểu Thái. Nó lộn cả nhà ơi. Ốc dò dôi lỗi kiểu Thái. Thì mình nãy mình không có coi cái gì á. Mí nhiều. Cho nên lấy cái đũa là gấp. Có đũa không? Ủa, chị nghe chứ. Có nè, đây có đũa, bên kia có đũa luôn rồi. Nó cái lớp sợi này. À lớp sợi là cái đầu
đây mình lấy ba cái khác để cho ăn sức khỏe thêm chút xíu nữa. Đi vòng vòng da dữ nó còn ngon hết sảy còn bà bảy ha. Thêm đồ đũa nữa đây đây. Như ăn không hết rồi đem về khách sạn ăn tiếp đó cả nhà. Mình thử cái đầu của con ốc dò dôi này ra muối nè. Rất là ngon. Về một lát nữa về khách sạn có ốc vậy thôi. Về khách sạn có la đai nữa không? Nè, không biết. Tới đó là cũng được. Kiếm xe mồi. Thấy mua rượu sẵn rồi ở cái nhà mình nghi là chắc một lát nữa món lobster này á. Phải đem về khách sạn nhâm nhi tiếp nữa rồi. Ồ, hết sảy đó nha. Nó ngon. Wow. Cái đầu của ốc dừa dôi này chiên cái gì đó, lăn bột chiên ngon ghê á. Rang muối. Nè, đúng rồi, rang muối hả? Lăn bột hả? Rang muối. Rang muối thì lăn bột nữa rồi. Lăn bột rồi, rang muối chiên. Đó nè. Ngon. Ngon. Cái đầu nó không dai đâu. Người ta mới làm cái tàu uống nữa. Ngon mà. Ăn được không? Lấy đổi à? Cái này là nhiều mực xào hả? Không, đó mực chiên á. Mực chiên cũng ra muối luôn á. Cay dữ vậy hả? Cay dữ dội hả? Cay. Wow. Ở dưới đây có giá hả? Wow. Giá món này quá rất là ngon tuyệt vời luôn á. Phải nói lần đầu tiên ăn cái món này. Lần đầu tiên qua Mỹ ăn món gỏi áo vừa rồi ăn ngon tuyệt vời mặt trời luôn hả? Nghe mùi quế là thấy là bắt mùi gỏi rồi. Trời hết sảy ha. Ngon. Phải ăn nước cho nó được. Cay lắm. Xong rồi, xong rồi. Không, bị cay quá. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình đã tới cái hotel để mình ở. Cũng ở Cali luôn mà cái hotel này tên là bà Chân Gà nha cả nhà. Thì đây là cái bãi đầu xe nè cả nhà, để giờ thấy bãi đầu xe không? Đó thì bây giờ Hân nó đang lái lên để tìm chỗ đậu xe. Xong rồi mình đi xuống dưới cái dưới nhà đó, mình sẽ check in, mình lấy phòng, mình nhận phòng. Xong rồi mình sẽ review cho cả nhà.
coi là cái khách sạn mình ở hôm nay sao nha. Bây giờ mời cả nhà theo chân mình. Đây cả nhà ơi, thì ở đây là khách sạn mình bắt đầu anh Hiếu với lại Hương với lại bé Hân đang chuẩn bị đi vô để mà mình lấy phòng rồi cả nhà. Đó, thì giờ mình đang chờ. Đó. Đó, bé Hân với anh Hiếu giờ vô check-in để lấy phòng á. Cả nhà thấy không? Rất là đẹp cả nhà ơi. Cái này nó cũng dạng nó cũng mới á cả nhà. Mới phát triển cũng không lâu. Khoảng 10 năm đổ lại đây thôi. Cho nên rất là đẹp. Đây quay sơ cho cả nhà thấy ha. Bà ngoại chưa tin nè ngoại. Say hi ngoại. Ngoại tin đờ rồi cả nhà ơi. Đó như là bây giờ mình vô trong phòng thì chắc là anh Hiếu với lại Hương còn lai rai chút xíu. Rồi đi ngủ, sáng ngày mai bắt đầu mình tiếp tục hành trình. Cái gì tới nữa thì cả nhà sẽ theo chân mình tiếp tục nha. Gia đình bác Tám đang lên để nhận phòng. Giờ này là 1 giờ sáng. Ồ, nó nặng tiếng vô. Nửa đêm rồi cả nhà. Nửa đêm về sáng. Rồi cả nhà ơi, bây giờ là mình bắt đầu mình quay ha, vô cái phòng mình đang ha, ở Bà Trang Gà nè cả nhà. Đây là cái khách sạn của chỗ mình đi coi cả nhà tối nay. Đó, mình quay cho cả nhà coi nha. Bước vô đây. Đó, đây là anh Hiếu nè, say hi. Hello. Hai con. Ơi ngoại. Ngoại chào ngoại. Hương. Chào Hương. Hương nhà bếp vui vẻ. Hello cả nhà. Oh my goodness. Ok cả nhà, đây là cái bathroom của phòng mình sẽ ở đây nha cả nhà. Đó, thì đây cũng có khăn tắm. Thì ở đây nó dạng giống như nó kéo qua để cho mình tắm đây thôi cả nhà. Đó, ở trong đây nếu mà ai sợ trơn trượt thì lót cái miếng đó xuống để sẵn cho mình. Xà bông, tắm, các thứ ở đây. Đó, thì ở đây thì gồm có chẳng hạn như là đồ sấy tóc, rồi khăn, rồi xà bông rửa tay, rồi ly, khăn, rồi các thứ cả nhà. Đó, có cái kiếng để cho mình coi nè. Đó, ở đây thì cũng có toilet để đi tiểu tiện đây cả nhà. Đó, tranh ảnh chút xíu. Đó, thì bây giờ cũng có thùng rác đồ đây nè cả nhà. Nói chung là ở chỗ này cũng được, thấy cũng đẹp. Đó, tấm kiến để cho mình mặc đồ vô coi coi tướng tá mình coi có đẹp chưa như thế nào. Có chỗ pha cà phê nè cả nhà. Đó, thì mình muốn pha cà phê thì đây có với lại chỗ mình lấy đá, lấy nước đá rồi nè cả nhà. Đó. Chào cả nhà luôn. Rồi, ở đây nó có hai cái giường nè cả nhà. Tranh ảnh chút xíu đây. Đó, rồi hai cái giường đây. Đó, rồi cái gì mà Hương đang đưa ra nữa đây. Đang ta. Whiskey. À, này là mới mua Costco phải không? Costco đây mê không cả nhà ơi? Có rượu rồi các thứ. Đó, thì cũng có đèn. Rồi ghế cho mình ngồi rồi mang dài này kia cả nhà. Thì đây cũng có tivi. Đó, cũng có học tủ cho mình để đồ các thứ. Đó. Đó, thì quay qua lại cho cả nhà thấy ha. Đèn
điện thoại rồi cũng giống như những cái khách sạn khác đó. Ở đây thì cũng có chỗ cho mình để giống như quần áo nữa nè cả nhà, móc rồi có tủ sắt nữa nè. Ở đây thì mình coi cái này gì đây, đây có tủ lạnh nè, có tủ lạnh đã đựng rượu đồ này nọ nè, nếu mà mình muốn uống nè cả nhà đó, thì cái mấy cái này là phải tính tiền hết nha. Nếu mình muốn uống có rượu đủ thứ loại nè, nước trái cây đó, mấy cái đồ ăn giặt chơi đó. Đó, có kết sắt nè, có tiền nhiều quá thì bỏ vô đây, hay là hột xoàn vàng gì đó. Có chỗ có cái đồ để cho mình ủi đồ nè cả nhà. Đó, bàn ủi bên trong kia. Đó, bịch để sẵn, nếu muốn đưa cho người ta giặt ủi thì có bịch đó bỏ vô. Đó, giá cả đây luôn nè cả nhà ơi. Rõ rệt ha. Đó. Thì bà ngoại với lại bé Hân thì giờ cũng đang coi như là đối đối xỉu xỉu rồi, lát nữa ăn xỉu xỉu, lát nữa ăn tiếp. Đó. Hương thì đang ngồi ngắm một cái view ngoài này nè cả nhà. Ồ, quá đẹp, view quá đẹp. Cả nhà thấy núi ngoài đó không? Trên kia là núi và có sân golf nè. Đó, có sân golf rồi hồ bơi ngoài đó rất là đẹp nha cả nhà. Cái hồ bơi này đó là nó có cái quầy bar ngoài đó cho mình uống rượu dưới đó luôn. Nhưng mà giống như bé Hân thì xuống phải có người đi theo nha cả nhà. Tại vì bé Hân chưa được 21 tuổi cho nên khi xuống thì phải có người lớn đi theo, mà không có được tới gần chỗ quầy rượu đó. Ở đây thì cũng có cái hồ bơi riêng ở đằng sau nữa nè. Đó. Nhìn rất là mắt mắt ha cả nhà ha. Đó thì giờ mình cũng quay sơ cho cả nhà. Cầu tre lắc lẻo đâu? À đúng rồi đó, đúng rồi, có cái cầu nằm ở ngoài kia mà không biết cái máy quay phim này có thấy được không. Đó thì coi như là gia đình cũng quay một chút xíu cho cả nhà nhìn thấy cái chỗ khách sạn mình ở như thế nào ha cả nhà ha. Thì khách sạn này là mình mướn 375 đô cho một đêm cả nhà. Đó thì mình mướn mình ở đây 2 đêm đó. Rồi có gì mình sẽ quay tiếp cho cả nhà coi nha. Đây cả nhà ơi, mình đang đứng trước cái mặt của cái khách sạn mình ở và trang gà casino theo ở Cali cả nhà. Đó, mình quay cho cả nhà coi cái này. Đây là lần trước cái mặt trước của khách sạn đó cả nhà. Cái chỗ này là người ta đậu xe tới rồi để cho người khác lái vô trong bãi đậu xe đó. Mình à, đây là cái khuôn viên bên ngoài của cái khách sạn đó cả nhà, cũng có cây giống như cây me vậy nè, thấy không đó. Giá cả đây thì cũng ok lắm cả nhà. Phòng dạng 5 sao đó, giá cũng ok lắm nhưng mà nó rất là đẹp đó. Rồi mình coi show ca nhạc chiều nay 7:30 đây đó. Mình quay sơ cho cả nhà thấy. Rồi đi vô trong nha. Đây là chỗ bên trong nữa nha. Rất là đẹp. Cái này là nước đó nha, nước đang chảy à, thấy không, nước thiệt đó nha. Gia đình mình đang đứng bên kia kìa. Thấy ghê quá. Đó, giờ ở nhà chuẩn bị là ngủ dậy ăn sáng rồi tỉnh táo rồi cả nhà, cà phê cà pháo xong rồi. Giờ mình đi dạo mấy cái shopping ở bên trong cái khuôn viên của cái khách sạn này, rất là nhiều shopping á, những cái thương hiệu luôn. Đây. Rồi, đi. À, đây là nhà hàng cà phê rồi đó nè. Oyster.
rồi bán shopping rồi cả nhà. Rất là đẹp. Chỗ bánh bài nè. Đó, vô casino rồi đó. Dễ sợ không? Quán sushi 3 nè. Đó, bây giờ mình đi vô casino nha. Đó, giờ cái quán bar, quán rượu nè cả nhà. Đó. Rất là đẹp. Những cái nhà hàng bên trong. Rồi cả nhà, đây là cái hotel và trang gà casino đây cả nhà. Đó. Cả nhà thấy những cái waterfall nó rất là đẹp không? Đây là mặt một cái mặt của nó nữa nè. Đó, đây nữa. Người ta trội tiền ở đây quá trời thấy không con? Thấy không? Ngon luôn nhảy nữa cả nhà. Wow, đẹp dễ trời. Cha nghĩ sao cha? Con quay ngược lên trên vé thì khu vé núi luôn con. Quay ngược rất là đẹp, rất là lớn luôn, đi lớn luôn. Cái này là cái mặt bên cao của nó. Đẹp nhất nè. Quay ra cái phần kinh nó lớn rồi. Dạ có. Có bông con, có bay bông thế này không? Dạ có. Rồi. Rồi cả nhà, giờ nếu anh chuẩn bị anh chơi một cái game. Game này game gì cũng biết, chatbot nè. Coi thử mình cũng biết luôn. Rồi để thử nha. Touchscreen. 5 sen. Rồi. Game này game gì con? Chatbot. Làm thử rồi. Đã bỏ 20 đô vô rồi hả? Xong rồi cả nhà để coi qua là khác 15 đồng ấy 10 nó lấy rồi đó, cái gì là nó lấy tiền rồi nè, 1 đồng muốn sao còn 13 đồng mấy rồi đó, lấy hết trơn rồi. Coi bao lâu mình hết tiền nha cả nhà. Mình nghĩ chắc khoảng chừng 2 phút chắc có 20 đô á. Còn 8 đồng 50 sen. Wow. Because you're betting 55 cents or $5. Oh. À, giống quèo. Đây. 5 sen này. 50 sen nữa. No, so you're betting 50 and 5 cents. Vậy là còn có 6 đồng bạc hết à. $2.50 each time. Sắp sửa hết tiền rồi, còn có 3 đồng 50 sen à. 2 đồng rưỡi rồi. Dễ ăn đó. Go down. So press the down arrow. Chúng được cái club và được 50 sen 50 sen
No money. No money, no honey. Trời ơi, kêu bằng 20 đô á, chưa có đầy 2 phút nữa. Thì mình đâu, mình chơi nhiều hết thôi. À, đem về, anh nếu cho đem này về ngâm thuốc bắc uống nha cả nhà. Không, coi như khoảng 3, hồi nãy giờ mình được 3 phút không ta? Mình ngồi chơi khoảng 3 phút không? Đủ, thấy có 2 phút. 2 phút à. 2 phút là hết. À, 1 phút 10 đô cả nhà, coi như là 20 đô đã bye bye. Đây là một cái bar rất là đẹp và cả nhà. Bây giờ mình đi lên đi. Lên trên coi có gì đẹp không. Ủa cầu thang nằm đâu? Đây đi lên nè. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nhà để xem show của Thanh Tuyền và Chế Linh nha cả nhà. Cô Thanh Tuyền và chú Chế Linh. Chứ mình đáng con cháu. Tại người ta không có cho mình cầm máy vô cả nhà. Đúng rồi. Nên mình chỉ nói trước rồi mình đi. Rồi, có gì á hả sẽ cho cả nhà xem tiếp nha. Bye bye.